là một ca sĩ, sau đó là Nguyên Vũ lại lấn sân làm MC, làm host, và đặc biệt là đã góp mặt rất nhiều trong những bộ phim với vai trò là diễn viên. Nguyên Vũ thấy rằng là cái công việc nào Nguyên Vũ cũng rất là thích, bởi vì nó bổ trợ cho nhau. Và cái công việc mà Nguyên Vũ đam mê nhất đó chính là ca sĩ. Và cái điều mà Nguyên Vũ cảm thấy thích thú vì đôi khi nó không còn là mình nữa, đó chính là công việc diễn viên. Bởi vì Nguyên Vũ đôi khi phải hóa thân vào những nhân vật hoàn toàn không phải là mình. Chẳng hạn như là những tên giết người nè, rồi những kẻ buôn bán ma túy xã hội đen, vân vân. Những cái vai ác mà Nguyên Vũ khi mà đóng thì Nguyên Vũ cảm thấy rất là thích thú, bởi vì nó không còn là mình nữa. Và Nguyên Vũ sẽ làm một cái điều gì đó để quý vị khán giả không còn thấy hình ảnh của một ca sĩ trong một bộ phim đó nữa. Người nữ chủ hiện đại, doanh nhân nữ bây giờ, Nguyên Vũ thấy rằng là họ không còn chỉ là lo tề gia nội trợ nữa, mà họ còn rất là giỏi khi mà bước chân ra phía ngoài để mà giao tiếp và làm việc, cũng như là có những cái công việc khiến cho các đấng mày râu của chúng tôi cũng phải đôi phần nể phục, bởi vì sự nhanh nhẹn tài hoa của họ, và giỏi việc nhà rồi lại giỏi việc bên ngoài nữa. Thì Nguyên Vũ thấy là người phụ nữ rất là năng động, và không biết là thời gian nào để mà họ có thể chia sẻ ra rất nhiều thời gian như vậy để mà vừa chăm sóc cho những người thân yêu của mình trong gia đình, và bên cạnh đó lại còn giao tiếp bên ngoài và làm ăn nữa. Thực sự là khó, nhưng mà Nguyên Vũ cảm thấy phục những người như vậy. Những hoạt động vinh danh người phụ nữ Việt Nam đó chính là những phần thưởng, những điều mà tôn vinh những người phụ nữ trẻ, đẹp, giỏi, tài hoa. Và Nguyên Vũ thấy rằng là nên có những chương trình vinh danh như vậy để tôn vinh những người phụ nữ luôn luôn trang hòa những yêu thương đối với những người thân, nhưng bên cạnh đó vẫn có thể đảm đang cả những công việc kinh doanh bên ngoài. Và Nguyên Vũ thấy rằng là nếu có những cái chương trình như vậy thì người phụ nữ Việt Nam sẽ ngày càng một năng động hơn nữa và tự chủ hơn nữa. Với vai trò là một giám khảo của Hoa hậu người Việt liên lục địa tại Pháp, Nguyên Vũ thấy là đó là một cái vinh dự cho Nguyên Vũ. Và Nguyên Vũ được nhìn ngắm những người không chỉ đẹp mà còn tài hoa nữa. Và đêm tỏa sáng trong đêm chung kết, đó là những bông hồng quyền lực thực sự mà Nguyên Vũ đang tìm kiếm. Mong rằng là tất cả mọi người sẽ cùng theo dõi và ủng hộ cho chương trình Hoa hậu người Việt liên lục địa tại Pháp.